Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Dũng Doanh. Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới do Dũng Doanh sản xuất, đó là tủ luộc bánh chưng công nghiệp có chiều cao bên ngoài là 80 cm, chiều dài là 66 và chiều rộng là 56 cm. Tủ này có dung tích thật là 120 lít, được sản xuất bằng chất liệu inox 304, rất là sạch sẽ và an toàn thực phẩm. Và có 3 thanh nhiệt, tổng công suất điện của nồi là 8 kW điện. Các bạn có thể nhìn thấy bên dưới là cái thanh chắn đáy. Thanh chắn đáy này để các bạn xếp bánh chưng lên. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái thanh chắn đáy này bên mình hàn cũng rất là chắc và cẩn thận đến từng chi tiết. Ứng với 3 cái thanh may so đun nước ở bên trong thì ở bên ngoài có 3 cái chiếc áp điều khiển nhiệt. 3 cái chiếc áp này thì đóng vai trò tắt mở 3 cái thanh may so bên trong. Và khi các bạn mới đầu đun thì các bạn có thể vặn cả 3 thanh lên. Thì lúc đấy là cả 3 thanh hoạt động thì sôi sẽ rất là nhanh. Còn khi các bạn không cần nhiều sôi nhiều quá thì các bạn có thể tắt đỡ 2 thanh đi, chỉ để lại 1 thanh. Hoặc là các bạn có thể để lại 2 thanh và tắt đỡ 1 thanh đi. Nó rất là tùy biến. Bên ngoài này thì bên mình thiết kế thêm một cái ống thăm bằng nước. Khi luộc bánh chưng thì nước sẽ bốc hơi và sẽ giảm cái lượng nước ở bên trong. Chính vì vậy mà mình phải quan sát được cái mực nước ở bên trong nó còn bao nhiêu. Thì bên mình đã thêm cái ống thăm bằng nước này để các bạn quan sát. Khi nước gần cạn các bạn có thể đổ nước qua cái phễu tiếp nước này. Lúc này thì sẽ tránh được cái tình trạng là cháy cái thanh may so này. Ngoài ra thì mình thiết kế một cái van xả đáy ở đây. Khi các bạn luộc xong bánh chưng, các bạn có thể tháo nước ra đây mà không phải cầm cả một cái nồi để bê lên rất là nặng, để bớt bánh chưng ra nữa. Nồi này thì các bạn có thể đặt điện 220 hoặc là điện 380, bên mình đều làm hết. Hoặc là dùng điện 110. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn liên hệ đến số điện thoại 024-66-533-355 hoặc số điện thoại 0934-439-112. Hoặc các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở số 349 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội để xem hàng. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình giới thiệu sản phẩm mới.